Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Awake Motivation. Và ngày hôm nay, Awake Motivation tiếp tục với sứ mệnh chia sẻ và trao đi những kiến thức Awake Motivation may mắn đã nhận được. Và nội dung của ngày hôm nay đó là: tại sao tôi bao giờ cũng mơ ban ngày về tương lai? Mọi người đều làm điều đó. Tâm trí con người như hiện tại có khả năng mơ ngày. Chừng nào bạn còn chưa vượt ra ngoài tâm trí, bạn sẽ tiếp tục mơ ngày. Tâm trí không thể tồn tại trong hiện tại được. Nó hoặc tồn tại trong quá khứ hoặc trong tương lai. Không có cách nào cho tâm trí tồn tại trong hiện tại được. Trong hiện tại là không có tâm trí. Thử điều đó mà xem. Nếu có khoảnh khắc im lặng khi không ý nghĩ nào thoáng qua bản thể bạn, tâm thức bạn, khi màn ánh của tâm thức tuyệt đối sáng sủa, thế thì bỗng nhiên bạn ở trong hiện tại. Đó là khoảnh khắc đấy. Khoảnh khắc thực, khoảnh khắc của thực tại, khoảnh khắc của chân lý. Nhưng thế thì không có quá khứ và không có tương lai. Thông thường, thời gian được phân chia thành ba thể: quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự phân chia này về căn bản là sai, không khoa học. Bởi vì hiện tại không phải là một phần của thời gian. Chỉ quá khứ và tương lai mới là một phần của thời gian. Hiện tại là ở bên ngoài thời gian. Hiện tại là vĩnh hằng. Quá khứ và tương lai là một phần của thời gian. Quá khứ là cái không còn nữa, và tương lai là cái còn chưa có. Cả hai đều không tồn tại. Hiện tại là cái đang có. Sự tồn tại không thể là một phần của cái không tồn tại. Chúng chưa bao giờ gặp nhau. Chúng chưa bao giờ bắt chéo con đường nhau. Và thời gian là tâm trí. Quá khứ được tích lũy là điều tâm trí bạn là gì. Tâm trí bạn là gì? Phân tích nó. Nhìn vào nó. Nó là gì vậy? Chỉ là những kinh nghiệm quá khứ của bạn được chồng chất lên, được tích lũy lại. Tâm trí chỉ là một loại chân, một loại ô. Nó đơn giản giữ lại toàn thể quá khứ của bạn. Nó không là cái gì khác. Nếu dần dần bạn đưa quá khứ của mình ra khỏi túi, cái túi sẽ biến mất. Nếu quá khứ là thực tại duy nhất cho tâm trí, thế thì tâm trí có thể làm gì được? Một khả năng là ở chỗ đó. Có thể cứ nhai đi nhai lại quá khứ mãi. Đó là điều bạn gọi là quá khứ. Hồi tưởng, luyến tiếc quá khứ. Bạn cứ đi lùi lại mãi, cứ lặp đi lặp lại những khoảnh khắc quá khứ, những khoảnh khắc đẹp đẽ, những khoảnh khắc hạnh phúc. Chúng có ít thôi và cách xa ở giữa, nhưng bạn níu bám lấy chúng, bạn né tránh những khoảnh khắc xấu, những khoảnh khắc khổ sở. Những điều này bạn không thể làm mọi lúc được, bởi vì điều này là vô tích sự. Hoạt động này dường như là vô nghĩa, cho nên tâm trí tạo ra hoạt động có nghĩa. Đó là giấc mơ ngày về tương lai là gì? Tâm trí nói: vâng, quá khứ là tốt, nhưng quá khứ bị kết thúc rồi. Chẳng cái gì có thể được làm về nó. Cái gì đó có thể được làm về tương lai, bởi vì nó còn chưa tới. Cho nên bạn chọn từ những kinh nghiệm quá khứ của mình ra những cái bạn sẽ muốn lặp lại. Và bạn vứt đi những kinh nghiệm đã rất khổ sở, đau đớn, và bạn không muốn lặp lại chúng trong tương lai. Việc mơ ngày về tương lai của bạn không là gì ngoài quá khứ được sửa đổi, được thu xếp tốt hơn, được trang điểm tốt hơn, dễ chịu hơn, ít đau hơn, nhiều sướng hơn. Tâm trí này của bạn cứ làm thế. Và theo cách này, bạn cứ bỏ lỡ thực tại. Thiền đơn giản nghĩa là vài khoảnh khắc khi bạn không trong tâm trí, vài khoảnh khắc khi bạn trượt ra khỏi tâm trí. Bạn trượt vào trong thực tại, vào trong cái đang có. Những khoảnh khắc này cực lạc, vô cùng tới mức một khi bạn nếm trải chúng, bạn sẽ dừng việc mơ ngày. Mơ ngày sẽ tiếp tục chừng nào bạn còn chưa bắt đầu nếm trải thiền. Chừng nào bạn còn chưa được nuôi dưỡng bằng thiền,
bạn sẽ cứ bị đói và khao khát thức ăn nào đó trong tương lai, và bạn biết tương lai sẽ không đem lại đó. Bởi vì hôm nay đã là tương lai của một ngày trước, hôm qua chỉ là hôm nay đã ở tương lai, còn bạn đã mơ ngày về nó. Bây giờ nó ở đây. Cái gì đang xảy ra? Bạn có hạnh phúc không? Hôm qua cũng đã là trong tương lai của một thời nào đó. Quá khứ đã là một thời, là tất cả bộ phận của tương lai. Nó và nó đã trượt qua, và tương lai cũng sẽ trượt qua. Bạn đang tự lừa mình trong việc mơ ngày của mình. Trở nên nhận biết thêm chút ít và cố gắng đem tâm thức của bạn ngày một nhiều hơn vào tính sự kiện của sự tồn tại. Thấy bông hoa này, đừng nghĩ về bông hoa kia. Nghe lời này tôi đang thốt ra, không phải lời kia tôi sắp thốt ra. Nhìn ngay bây giờ, nếu bạn trì hoãn cho dù một khoảnh khắc, bạn bỏ lỡ, thế thì nó trở thành thói quen. Thói quen ăn rất sâu. Ngày mai bạn cũng sẽ lỡ, và ngày kia cũng thế. Bởi vì bạn sẽ vẫn còn như cũ. Không chỉ thế, thói quen của bạn về mơ ngày sẽ trở nên mạnh hơn. Đêm hôm nọ, tôi đã đọc một câu chuyện Nhật Bản. Những câu chuyện tương tự có trong tất cả các kho chuyện dân gian trên thế giới. Nó là câu chuyện hay, lắng nghe nó. Ngày xưa, có một thợ đẽo đá từ những tảng đá. Lao động của người đó rất vất vả, và người đó làm nhiều nhưng lương lại ít, và người đó không hài lòng. Ai hài lòng? Ngay cả hoàng đế cũng không hài lòng, còn nói gì tới người đẽo đá. Công việc của người đó chắc chắn vất vả, và đồng lương lại gần như không có gì. Anh ta thở dài bởi vì lao động vất vả, và anh ta kêu lên: "Ôi, mình ước gì mình giàu để mình có thể nghỉ ngơi trên giường với tấm chăn lụa." Và một thiên thần bay tới từ trên trời, nói: "Anh là điều anh vừa nói." Và điều này thực sự xảy ra, không chỉ trong chuyện ngụ ngôn và chuyện cổ tích đâu. Nó xảy ra trong cuộc sống thực đấy. Bạn nghĩ về bản thân mình là bất kỳ cái gì, thì cái đó sẽ bắt đầu xảy ra. Bạn tạo ra thế giới của mình bằng ý nghĩ của mình. Bạn tạo ra thế giới của mình bằng ham muốn của mình. Bất kỳ cái gì bạn khăng khăng đòi sẽ bắt đầu xảy ra. Thực tại cứ hợp tác với bạn. Nó đợi khoảnh khắc, đợi ngày mà bạn sẽ hợp tác với nó. Cho tới lúc đó, nó cứ hợp tác với bạn. Và thiên thần nói: "Anh là điều anh vừa nói." Và anh ta giàu có, và anh ta nghĩ trên chiếc giường, và được đắp bằng ngựa. Vua của vùng đất đó đi ngang qua cùng kỵ sĩ. Đi trước xe vua và đằng sau xe cũng có kỵ sĩ. Và lọng vàng che trên đầu nhà vua. Khi người giàu thấy điều này, anh ta đâm ra phật ít rằng chẳng có lọng vàng nào che trên đầu anh ta, và anh ta không bằng lòng. Anh ta thở dài và kêu lên: "Mình ước được là vua." Và thiên thần lại tới và thần nói: "Anh là điều anh vừa nói." Thế rồi anh ta là vua, và nhiều kỵ sĩ cưỡi ngựa đi trước xe anh ta. Và cũng có kỵ sĩ đi sau xe anh ta và lọng vàng che trên đầu anh ta. Và mặt trời chiếu tia tăm nắng nóng làm cháy xém mặt đất tới mức trời cỏ héo hon. Và nhà vua phàn nàn rằng mặt trời làm rám mặt mình, và điều đó mạnh hơn anh ta về quyền lực, và anh ta không bằng lòng. Anh ta thở dài và kêu lên: "Tôi muốn là mặt trời." Và thiên thần tới và nói: "Anh là điều anh vừa nói." Và anh ta là mặt trời, và anh ta chiếu tia nắng lên xuống, sang phải, sang trái, mọi nơi. Và anh ta làm cháy xém đồi cỏ trên đất, và sắc mặt của các vua trên trái đất. Thế rồi, một đám mây chen ngang vào giữa anh ta và đất, và tia nắng mặt trời bị dội lại từ nó, và anh ta trở nên phẫn nộ rằng quyền lực của mình bị chống lại. Anh ta phàn nàn rằng mây mạnh hơn anh ta về quyền lực, và anh ta không bằng lòng. Anh ta ước là mây quyền năng thế, và
và thiên thần tới và nói: anh là điều anh vừa nói. Và anh ta trở thành đám mây và đặt mình vào giữa mặt trời và đất, và bắt đầu những tia nắng để cho có mọc xanh rần, mây mưa những giọt nước lớn xuống đất, làm cho các dòng sông phình ra và gây ngập lụt cuốn nhà đi. Và anh ta phá hủy đồng ruộng bằng nhiều nước, anh ta rơi xuống tảng đá vốn không chịu khuất phục, và anh ta bắn tóe thành luồng nước lớn, nhưng đá vẫn không chịu khuất phục quyền lực của anh ta, và quyền lực của dòng nước của anh ta trở thành không kết quả, và anh ta không hài lòng. Anh ta kêu lên: tảng đá kia đã được trao cho quyền lực vượt quá quyền của ta. Ta muốn là tảng đá, và thiên thần tới và anh ta được là tảng đá. Anh ta đã trở thành tảng đá và đã không chuyển động khi mặt trời chiếu hay khi trời mưa. Và thế rồi, có một người với chiếc cuốc chim và với chiếc sẻng cùng với cái búa nặng, và anh ta đẽo hòn đá ra khỏi tảng đá. Và tảng đá nói: làm sao có thể có chuyện con người này có quyền lực vượt qua quyền lực của anh ta và đẽo đá ra khỏi lòng ta được. Anh ta không hài lòng. Anh ta kêu lên: tôi còn rất yếu hơn anh ta, tôi muốn là người đó. Và thiên thần tới từ trên trời nói: anh là điều anh vừa nói. Anh ta lại là người đẽo đá, và anh ta đẽo đá từ tảng đá bằng sức lao động vất vả, và anh ta lao động vất vả với đồng lương nhỏ bé, và anh ta hài lòng. Tôi không đồng ý với kết luận này. Đó là bất đồng duy nhất của tôi với câu chuyện. Ngoài ra, câu chuyện là hay. Tôi không đồng ý với kết luận này bởi vì tôi biết mọi người họ không bằng lòng dễ dàng thế. Bánh xe là đầy đủ. Câu chuyện theo một cách nào đó đã đi tới kết thúc tự nhiên. Nhưng những câu chuyện thực trong cuộc sống không đi tới kết thúc tự nhiên nào. Bánh xe lại bắt đầu chuyển động. Đó là lý do tại sao ở Ấn Độ chúng ta gọi cuộc sống là bánh xe. Nó cứ chuyển động mãi, cứ lặp lại bản thân nó mãi. Như tôi có thể thấy, chừng nào người đẽo đá còn chưa trở thành vị Phật, câu chuyện này sẽ còn được lặp lại. Anh ta sẽ lại trở nên không hài lòng. Anh ta sẽ khao khát về cái giường đẹp và cái chăn lụa, và cùng những điều đó sẽ lại bắt đầu. Nhưng nếu người đẽo đá này thực sự hài lòng, thế thì người đó phải đã nhảy ra khỏi bánh xe của sống và chết. Người đó phải đã trở thành vị Phật. Đây là điều cứ xảy ra cho từng tâm trí. Bạn khao khát cái gì đó, nó sẽ xảy ra. Nhưng vào lúc nó xảy ra, bạn sẽ thấy rằng bạn vẫn không hài lòng. Cái gì đó khác bạn đang tạo ra nỗi khổ bây giờ. Đây là cái gì đó cần được hiểu. Nếu ham muốn của bạn không được hoàn thành, bạn thất vọng. Nếu nó được hoàn thành, thế nữa bạn cũng thất vọng. Đó là nỗi khổ của ham muốn. Được hoàn thành đấy, nhưng bạn không được thỏa mãn. Bỗng nhiên, nhiều điều mới nảy sinh. Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng khi bạn là vua, có kỵ sĩ đi trước và đi sau bạn, có lòng vàng che trên đầu bạn, mặt trời có thể nóng tới mức nó làm rám mặt bạn. Bạn chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Thế rồi bạn mơ trở thành mặt trời, và bạn trở thành mặt trời, và bạn chưa bao giờ nghĩ về mây. Bây giờ mây có đó và chứng tỏ sự bất lực của bạn. Và điều này cứ diễn ra mãi, giống như sóng trong đại dương không bao giờ dừng, trừ phi bạn hiểu ra và đơn giản nhảy ra khỏi bánh xe. Tâm trí cứ bảo bạn làm cái này và làm cái kia, sở hữu cái này, sở hữu cái nọ. Bằng không, làm sao mình có thể hạnh phúc được nếu mình không có cái này? Mình phải có lâu đài. Thế thì mình có thể hạnh phúc. Nếu hạnh phúc của bạn có điều kiện cho nó, bạn sẽ vẫn còn bất hạnh. Nếu bạn không thể hạnh phúc như bạn đang vậy, như người đệ thợ đẽo đá, tôi biết lao động là vất vả, đồng lương còm cõi, cuộc sống là vật lộn, tôi biết. Nhưng nếu bạn không thể hạnh phúc như bạn đang vậy, mặc cho tất cả mọi thứ, bạn sẽ chẳng hạnh phúc bao giờ cả. Chừng nào người ta còn chưa hạnh phúc, đơn giản hạnh phúc mà không có lý do nào cả. Chừng nào người ta còn chưa đủ điên để hạnh phúc mà không có lý do nào,
người đó sẽ không hạnh phúc đâu. Bạn bao giờ cũng sẽ tìm thấy cái gì đó phá hủy hạnh phúc của bạn. Bạn bao giờ cũng tìm thấy cái gì đó thiếu, cái gì đó vắng. Và cái thiếu đó sẽ trở thành giấc mơ ngày của bạn. Và bạn không thể đạt tới trạng thái mà mọi thứ đều có sẵn. Cho dù điều đó là có thể, thế nữa, bạn cũng sẽ không hạnh phúc. Nhìn vào cơ chế của tâm trí, nếu mọi thứ mà sẵn có như bạn muốn có, bỗng nhiên bạn sẽ thấy cảm thấy chán. Bây giờ làm gì đây? Tôi đã nghe điều này, và tôi nghĩ nó là tin được, rằng những người đã đạt tới cõi trời đều chán. Điều đó là những nguồn rất tin cậy. Bạn có thể tin vào điều đó. Họ ngồi dưới cây thỏa ước và họ chán. Bởi vì khoảnh khắc họ nói điều gì đó, thiên thần xuất hiện và lập tức thần thỏa mãn cho ham muốn của người đó. Không có lỗ hổng giữa ham muốn của họ và sự hoàn thành chúng. Họ muốn đàn bà đẹp, một Cleopatra, và cô ấy có đấy. Bây giờ phải làm gì với Cleopatra như vậy? Điều đó là vô nghĩa và họ phát chán. Trong các Purana, Ấn Độ có nhiều câu chuyện về Divas thần. Người trở nên chán trời, tới mức họ bắt đầu khao khát đất. Họ có mọi thứ ở đó. Khi họ ở trên đất, họ khao khát trời. Họ có thể đã là những nhà khổ hạnh lớn. Họ có thể đã từ bỏ thế giới, mối quan hệ, mọi thứ để đạt tới trời. Bây giờ họ đã trở nên... Bây giờ họ đã lên trời và họ khao khát thế giới. Tôi đã nghe. Phi công của chiếc máy bay phản lực đang bay trên Catskill và chỉ vào một thùng châu thổ đẹp để cho người phó của mình. Thấy chỗ kia không? Anh ta hỏi. Khi tôi còn là đứa bé chân nách, tôi còn hay ngồi trên chiếc thuyền đáy phẳng xuôi dưới kia câu cá. Mỗi lần máy bay đi qua, tôi lại nhìn lên và mơ tôi lái nó. Bây giờ tôi nhìn xuống và tôi mơ tôi câu cá. Đó là cách nó cứ diễn ra, tiếp diễn. Khi bạn không nổi tiếng, bạn muốn được nổi tiếng. Bạn có thấy rất đau lòng rằng mọi người không biết tới bạn. Bạn đi qua trên phố và chẳng ai nhìn bạn, không ai nhận ra bạn. Bạn cảm thấy giống như người vô giá trị. Bạn làm việc vất vả để trở nên nổi tiếng. Một ngày nào đó bạn trở nên nổi tiếng. Bây giờ bạn không thể đi trên phố. Bây giờ đám đông bắt đầu nhìn bạn. Bạn không có tự do nào. Bây giờ bạn phải ở kín trong nhà. Bạn không thể ra ngoài được. Bạn bị cầm tù. Bây giờ bạn bắt đầu nghĩ về những ngày đẹp đẽ khi bạn thường đi bước trên phố và bạn tự do thế. Cứ dường như bạn một mình. Bây giờ bạn khao khát về những ngày ấy. Cứ hỏi người nổi tiếng mà xem. Voltaire viết trong hồi ký của mình rằng khi ông ấy còn chưa nổi tiếng, cũng như mọi người đều đã một ngày nào đó không nổi tiếng. Ông ấy đã ham muốn và ông ấy đã làm việc vất vả và ông ấy đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất ở Pháp. Danh tiếng của ông ấy tăng lên nhiều tới mức nó trở thành gần nguy hiểm cho ông ấy khi ra khỏi phòng. Bởi vì vào những ngày mê tín đó, mọi người thường nghĩ rằng nếu bạn có thể kiếm được một mẫu áo của người rất vĩ đại, nó trở thành một thứ bảo vệ. Nó có giá trị bảo vệ vô cùng. Nó bảo vệ bạn chống lại ma quỷ, chống lại những tai nạn xấu và những thứ đại loại như vậy. Cho nên, nếu ông ấy phải đi ra chỗ công cộng, ông ấy sẽ đi tới. Với hộ tống của cảnh sát. Bằng không, mọi người sẽ xé áo quần của ông ấy. Mà không chỉ có thế thôi, da ông ấy sẽ bị cào xước và ông ấy về nhà bị thâm tím và chảy máu. Ông ấy trở nên chán ngán với danh tiếng này thế. Ông ấy thậm chí không ra khỏi nhà mình. Mọi người bao giờ cũng khó đó. Như sói nhảy lên ông ấy. Và ông ấy bắt đầu cầu nguyện Thượng Đế. Xin người hãy chấm dứt. Con đã biết điều này rồi. Con không muốn nó. Con đã trở thành gần như người chết. Và thế rồi điều đó xảy ra. Thiên thần tới.
Vãi đã tới và nói: "Được rồi." Dần dần danh tiếng ông ấy biến mất. Ý kiến mọi người thay đổi rất dễ dàng. Chúng không có tính toàn vẹn nào, cũng giống như thời trang. Mọi sự đều thay đổi. Hôm nay bạn đang ở đỉnh cao của danh vọng mình. Ngày tiếp, mọi người hoàn toàn quên mất bạn. Ngày này bạn là tổng thống, ngày tiếp bạn chỉ là công dân Richard Nixon. Chẳng ai bận tâm. Chuyện xảy ra là tâm trí mọi người thay đổi, ý kiến bầu khí hậu thay đổi, và mọi người hoàn toàn quên về Voltaire. Ông ấy sẽ ra ga, và ông ấy hy vọng rằng ít nhất ai đó, ít nhất mọi người, ít nhất mọi một người sẽ đợi đó để đón ông ấy. Chẳng ai tới để đón ông ấy cả, chỉ một con chó của ông ấy. Khi ông ấy chết, chỉ có 3-4 người tới chào vĩnh biệt ông ấy. 3 người đàn ông và người thứ tư là con chó của ông ấy. Ông ấy phải chết trong khổ sở, lại khao khát danh vọng. Phải làm gì? Đây là cách mọi sự diễn ra. Tâm trí sẽ không bao giờ cho phép bạn hạnh phúc. Bất kỳ hoàn cảnh nào, tâm trí bao giờ cũng tìm ra cái gì đó để bất hạnh. Để tôi nói điều đó theo cách này: tâm trí là cái máy để tạo ra bất hạnh. Toàn thể chức năng của nó là để tạo ra bất hạnh. Nếu bạn vứt bỏ tâm trí, bỗng nhiên bạn trở nên hạnh phúc, chẳng bởi lý do nào cả. Thế thì hạnh phúc là tự nhiên, như bạn thở. Để thở, bạn thậm chí còn không cần nhận biết. Bạn đơn giản cứ thở, có ý thức, vô ý thức, thức, ngủ. Bạn cứ thở. Hạnh phúc đích xác giống điều đó. Hạnh phúc là bản chất bên trong nhất của bạn. Nó không cần điều kiện bên ngoài. Nó đơn giản có đó, nó là bạn. Phúc lạc là trạng thái tự nhiên của bạn. Nó không phải là sự thành đạt. Nếu bạn đơn giản bước ra khỏi cơ chế của tâm trí, bạn bắt đầu cảm thấy phúc lạc. Đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy rằng người điên còn hạnh phúc hơn cái gọi là người lành mạnh. Điều gì xảy ra cho người điên? Họ cũng thoát ra khỏi tâm trí, tất nhiên theo cách sai, nhưng họ thoát ra khỏi tâm trí. Đó là lý do tại sao bạn có thể thấy rằng nhiều người điên hạnh phúc thế. Bạn có thể gần như ghen tị. Bạn thậm chí có giấc mơ ngày khi nào hạnh phúc lành này xảy ra cho mình. Người điên bị kết án, nhưng người đó hạnh phúc. Điều gì xảy ra cho người điên? Người đó không còn nghĩ tới quá khứ, không còn nghĩ tới tương lai. Người đó đã vứt bỏ thời gian. Người đó bắt đầu sống trong vĩnh hằng. Điều gì đó cũng xảy ra theo cách với nhà huyền môn, bởi vì người đó vượt lên trên tâm trí. Tôi không bảo bạn trở thành người điên, nhưng tôi bảo bạn rằng có tương tự giữa người điên và nhà huyền môn. Đó là lý do tại sao mọi nhà huyền môn vĩ đại đều trông có chút ít điên khủng, và mọi người điên lớn lao lại trông có chút giống nhà huyền môn. Quan sát mắt thường người điên, bạn sẽ thấy mắt người đó rất huyền bí, lóe sáng của thế giới khác nào đó. Cứ dường như nó có cánh cửa bên trong nào đó mà từ người đó đạt tới chính cốt lõi của cuộc sống. Người đó thảnh thơi, người đó có thể chẳng có gì, nhưng người đó đơn giản hạnh phúc. Người đó không có ham muốn, không tham vọng, người đó không đi đâu cả. Người đó đơn giản có đó, tận hưởng vui vẻ. Vâng, người điên và nhà huyền môn có cái gì đó tương tự. Cái tương tự đó là bởi vì cả hai đều ra khỏi tâm trí. Người điên đã rơi xuống dưới nó, nhà huyền môn đã vượt lên trên nó. Nhà huyền môn điên có phương pháp, cái điên của ông ấy có phương pháp trong nó. Người điên đơn giản rơi xuống dưới. Tôi không nói trở thành người điên, tôi nói trở thành nhà huyền môn. Nhà huyền môn hạnh phúc như người điên và lành mạnh như người lành mạnh. Nhà huyền môn có lý trí, thậm chí còn có lý trí hơn cái gọi là người có lý trí. Vậy mà hạnh phúc thế, giống như người điên. Nhà huyền môn có sự tổng hợp đẹp nhất, người đó là trong hài hòa.
Người đó có tất cả những cái, người đó có tâm trí, người đó có lý trí, có người đó có cả hai, người đó là đầy đủ, người đó là toàn thể. Tôi không nói trở thành người điên, tôi nói trở thành nhà huyền môn. Nhà huyền môn hạnh phúc như người điên và lành mạnh như người lành mạnh. Nhà huyền môn có lý trí, thậm chí còn có lý trí hơn cái gọi là người có lý trí. Vậy mà hạnh phúc thế, giống như người điên. Nhà huyền môn có sự tổng hợp đẹp nhất, người đó là trong hài hòa. Người đó có tất cả những cái, người đó có lý trí. Người đó có cả hai, người đó đầy đủ, người đó là toàn thể. Bạn hỏi, sao tôi bao giờ cũng mơ ban ngày về tương lai? Bạn mơ ngày về tương lai bởi vì bạn đã không nếm trải hiện tại. Bắt đầu nếm trải hiện tại đi. Tìm vài khoảnh khắc bạn đơn giản hân hoan khi bạn nhìn cây, chỉ là cái cây đó. Bạn nghe chim, chỉ là tai nghe. Cứ để cho chúng đạt tới cốt lõi sâu nhất của bạn, để cho tiếng hót của chúng lan tỏa khắp bản thể bạn. Khi bạn ngồi bên cạnh bãi biển, chỉ nghe tiếng gầm vang giã của sóng, trở thành một với nó. Bởi vì tiếng gầm đó của sóng không có quá khứ, không có tương lai. Nếu bạn có thể hòa bản thân mình với nó, bạn cũng sẽ trở thành tiếng gầm hoang dã, ôm lấy cây và thánh thơi trong nó, cảm thấy hình dáng màu lục của nó sâu vào trong bản thể bạn. Nằm ra trên cát, quên thế giới đi, rào cảm với cát, cái mát mẻ của nó, cảm thấy mát mẻ này bão hòa bạn. Đi ra sông, bơi và để sông bơi trong bạn, đập nước tung tóe xung quanh và trở thành việc đập nước, làm cho bất kỳ cái gì bạn cảm thấy thích thú và tận hưởng nó một cách toàn bộ. Trong những khoảnh khắc đó, quá khứ và tương lai sẽ biến mất, bạn sẽ ở đây ngay bây giờ. Nguyên tắc truy đạo không ở trong kinh thánh, nguyên tắc truy đạo ở trong những dòng sông và trong tiếng gầm vang dã của đại dương và trong im lặng của các vì sao. Tin lành được viết ở khắp nơi, toàn thể vũ trụ và thông điệp. Giải mã nó đi, học ngôn ngữ của nó. Ngôn ngữ của nó là ngôn ngữ ở đây bây giờ. Ngôn ngữ của bạn là ngôn ngữ của quá khứ và tương lai. Cho nên, bạn cứ nói ngôn ngữ của tâm trí. Bạn sẽ không bao giờ trong hòa điệu, trong hài hòa với sự tồn tại. Và nếu hài hòa đó mà việc không được nếm trải, làm sao bạn có thể chấm dứt việc mơ ngày được? Bởi vì đó là điều cuộc sống là gì. Cứ dường như người nghèo mang cái túi đựng đá thường, cứ tưởng rằng chúng là kim cương lớn, hồng ngọc, lục ngọc. Và nếu bạn nói với người đó, vứt những cái này đi, em ta là đồ ngốc, đây chỉ là đá thường thôi, người đó không thể nào tin được vào bạn. Người đó sẽ nghĩ bạn đang lừa người đó. Người đó sẽ bám lấy chúng, bởi vì đó là tất cả những gì người đó có. Tôi sẽ không bao giờ bảo bạn rằng người đó phải bỏ cái túi của mình. Tôi sẽ cố gắng chỉ cho người đó hồng ngọc, lục ngọc, kim cương thật. Chỉ thoáng nhìn vào chúng và người đó sẽ vứt cái túi đi. Không phải là người đó sẽ từ bỏ nó, bởi vì chẳng có cái gì để từ bỏ cả. Nó đầy đá thường, bạn không từ bỏ đá thường. Người đó sẽ đơn giản trở nên nhận biết rằng mình đã sống giữa ảo tưởng. Bây giờ có kim cương thật, bỗng nhiên đá riêng của người đó phai mờ đi, chúng biến mất. Và người đó sẽ đơn giản làm rỗng túi của mình ngay lập tức, mà chẳng cần bạn phải bảo người đó. Bởi vì bây giờ người đó có cái gì đó khác để cho vào túi. Người đó sẽ vứt cái đá đi, bởi vì người đó cần không gian. Cho nên tôi không nói bạn vứt bỏ việc đi vào tương lai, vứt bỏ việc đi vào quá khứ. Thay vì thế, tôi muốn bạn nói với bạn tạo nhiều tiếp xúc với hiện tại. Như vậy là phần chia sẻ của một tụi mình đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu các bạn đã học được một bài học ý nghĩa gì đó thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh của tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Từ Awake Motivation Team.